Dạ em chào chị. Dạ chào em. Dạ em chào anh. À, em ơi, em biết Quỳnh Quỳnh không? Không, là vợ anh đó. Thì Quỳnh Quỳnh là một mẫu người mà gọi là hay cọc, hay quạo. Dạ. Có cái hoa nào mà thích hợp với vợ anh mà để khi mà nhìn vô bớt cọc bớt quạo không em? Màu hồng đi cho dễ màu thương. Màu hồng dễ thương đúng không? Ngọt ngào. Ngọt ngào. Nhưng mà bây giờ thợ cắm vợ anh cũng không chịu luôn. Nếu mà thợ cắm về vợ Quỳnh Quỳnh anh, bây giờ phải chính tay anh cắm. Ở đây em có sẵn sàng chỉ anh cách cắm được không? Ok. Rồi vậy hai giờ bây giờ sẽ cắm đúng chị. Khi mà mình cắm mình có phải thả hồn đúng chị? Ví dụ diễn viên tụi em khi mà diễn là mình phải thả hồn vào nhân vật. Còn khi mà cắm hoa mình có cái bí quyết nào để cắm cái giỏ hoa cho đẹp không chị? Bỏ hết tình yêu vô giỏ hoa luôn anh. Bỏ hết tình yêu vô. Dạ. Đây, đầu tiên mình cắm lá trước. À, cắm lá trước. Lá này lá gì vậy chị? Cái này là tùng nho. Tùng nho, wow, quá đẹp luôn. Tùng nho là mình cắt làm sao nè? Đầu tiên anh cắt cái cành của nó, nhánh nó. Ừ, cắt cành, cắt nhánh. Anh ghim vô. À, ghim vô, ghim vô, ghim vô. À, cắt cành, cắt nhánh. Em phụ anh, đúng rồi. Đẹp, đẹp. À, là mình cắm xung quanh vùng viền đúng không? Cắm luôn, đúng rồi. Ở giữa luôn cũng được. Lá là gì? Lá này là lá bạc. Lá bạc hả? Dạ, đúng rồi. Ngoài hay sao? Dạ, ở giữa luôn đi anh. Thể để một vài cành tự nhiên xòe ra cũng được nha. Ừ, thôi để tự nhiên luôn hả? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Có khiếu nha. Trời ơi. Một vài cành ven ven xong đúng không? Trời ơi, đẹp quá trời của đất luôn. Em ơi. Ai tư vấn hoa cho chị vậy? Bông quá, không biết bông gì hết. Dạ, em chào hai chị. Dạ, em chào hai chị. Ủa, chào anh. Dạ, hai chị chọn bông gì ạ? À? Em sẽ tư vấn cho chị. Đây, anh cái này bây giờ mình phối với hoa nào đẹp anh? À, đây là bông xanh. Mình chọn bông trắng rồi lại vàng bông ơi rượng ơi. Cái bông xanh không bằng bông lụ ơi rượng ơi. Là đô gia đô rằng. Hát luôn hả anh? Đó, đó là hát đó, là một bài hát. Dạ, bông này cũng được thôi. Thì có hai bông này cũng vô đẹp quá. Nó chen hết bông của tụi em rồi. Thiệt ạ, cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn anh. Ủa, hôm nay em đi đâu vậy? Dạ, đi hội hẹn khách mời. Tại em tham gia chương trình là thám tử hôn nhân. Mà bây giờ chờ hoài khách mời không tới. Giờ chị thấy khách mời của em đâu không? À, khách mời đi mua bông rồi em ơi. Xạo quá. Quá trời, diễn tiểu phẩm gì mà giả trân trân à. Thôi, đi vô đi, tôi lựa bông cho. Vô đây, vô đây. Tất cả những bông hoa xinh đẹp đã có mặt trên bàn. Đó, rồi bây giờ là Băng ơi, tại sao Băng lại chọn bông đó vậy? Băng biết tên nó tên gì không? Dạ biết, đây là hoa mẫu đơn. Mẫu đơn. Dạ. Đây là một loại hoa tượng trưng cho nói về tình yêu thương của mẹ và nói chung là nó rất là bền, quan trọng nhất là bền. Ủa gì kỳ vậy, kêu tặng bông cho chồng mà tự nhiên nó tình yêu thương của mẹ? Ha? Ý là ở nhà là Băng lúc nào cũng kèo trên và muốn làm mẹ người ta. Thì em cũng làm mẹ người ta rồi. Ủa vậy đó hả? Còn Huê, em chọn bông ly hả? Dạ. Tại sao em lại chọn bông ly? Tại vì em thấy nó đẹp. Em thấy đẹp. Ngoài bông ly có bông hồng, tại sao em lại chọn bông hồng? Em thấy nó đẹp nữa hả? Dạ, em thấy nó đẹp. Ừ. Thôi bây giờ chị cắm đi ha. Dạ. Đầu tiên là mình cắm lá, xong rồi mình sẽ cắm hoa ly trước. Hoa ly. Xong rồi mình cắm cái hoa cúc mẫu đơn này, xong tới hoa hồng. Và đệm cái hoa mõm sói là sau cùng nha chị. À, rồi còn cái bên của Băng là sao? Bên chị Băng cũng như vậy luôn. À, dạ. Cắm lá xong trước rồi đệm hoa chính xong mới đệm hoa phụ. À dạ, ok. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Nói chung là không có cần đẹp xấu đâu, chỉ là tấm lòng của mình thôi, thấy không? Lâm nè, là tự cắm cho Lâm mà dễ thương như vậy nè. Hai bạn là hai bạn nữ, chắc chắn phải công đẹp hơn Lâm nha. Bây giờ không biết các bạn cắm làm sao đây. Ta cắm lá trước hai chị ơi, cắm lá trước hai chị. Phải cắm lá trước mà. Vừa cắm vừa trò chuyện nha. Em nhà có làm thiệt không vậy? Không, em
nói thiệt với anh là từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ em cắm bông. Vậy hả? Đây là lần đầu tiên. Em thì có cắm, nhưng mà cắm xong là chồng em nói thôi đừng có phá nữa, để đó, đừng để đó, nữa. Để chồng em làm cho. Không, bạn ơi, cho anh hỏi là ngày xưa á, khi mà quen chồng của mình á, là quen trong trường hợp nào vậy bạn? Hồi lúc mà em và chồng em gặp và biết nhau là lúc mà tham gia phim chung. À. Em cũng có đá xéo ngoài nghề là có đóng được vài phim, Ai tia ai trước? Dạ, lúc đó là bạn thân chưa có tia. Bạn thân hả? Là bạn thân trước rồi hả? Dạ, lúc đó là bạn thân thôi chứ chưa có tia. Sau, về sau này thì... biết nhau rồi, mình mà... cua thì chắc chắn là ổng cua trước. Ổng cua trước, mà lúc đó bạn thích trước chưa? Thì có thích thì người ta biết mình thích, người ta mới cua. À, cua hả? Rồi quen bao nhiêu lâu mới cưới bạn? Lúc mà nghe được tin, được người ta ngỏ lời làm quen thì mình 3 tháng sau bắt đầu mới nhận lời đồng ý quen. Quen xong tháng sau cưới luôn. Quen xong tháng sau cưới luôn. Cái gì kỳ vậy? Gì nhanh chưa rất rẻn vậy? Dạ vâng, trời ơi, tụi em giống như là biết nhau rõ quá rồi. À. Chơi lâu quá rồi thì bây giờ đồng ý quen thì thôi đến hôn nhân luôn thôi chứ mình cũng già rồi. Là mà còn ơi, quen chồng mình trong trường hợp nào? Chồng em đi kiếm nhóm nhạc gì đó em cũng không biết nữa. À. Mà dạ. Xong rồi kiếm con bạn của em, xong cái em đi theo chơi chung thôi. Đi chơi hả? Dạ đúng rồi. À. Đi gặp với bạn chơi thôi. Xong rồi cái dính em cũng dính bạn. Dính em hả? Mà lúc đó em nhìn ảnh em thích không? Dạ. Sao kỳ vậy? Đẹp trai mà ha. Đúng mà tao nổi tiếng rồi, đẹp trai nữa. Nói nhiều quá anh. Nói nhiều hả? Ừ. Trai nói nhiều. Trời ơi, nếu không nói sao lúc đó em hả? Không nói gì lắm hả? Dạ, anh nói lắm luôn á. Anh nói nhiều quá, em không chịu nổi. Em nói con trai em... Không, lần đầu tiên gặp á là gặp trên sân khấu. Trên sân khấu anh nói quá nhiều. Tết lặng, tết lội, anh nói quá nói luôn. Em nói con trai gì mà nói nhiều dữ vậy? Trời ơi, mình đúng có ghét hay sao? Anh có ngứa không? Không, có chứ, ngứa chứ, ngứa chứ. Em nhìn anh nãy giờ. Cái môi anh giật là định chữ rồi đó. Anh định chữ rồi đó. Nhưng mà kệ, mà vui mà em, đúng không? Xong rồi cái lần thứ hai, cái anh đó, anh mới hẹn bạn em ra. Xong cái em đi theo chơi. Ai về đâu nói chuyện thì thấy ảnh chững chạc và ảnh nghiêm túc. Cho nên là cũng bắt đầu thích. Cũng bắt đầu thích rồi, ai tỏ tình trước? Dĩ nhiên là chồng em. Chồng em hả? Mà lúc đó em cũng có cảm tình trước rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là quen bao nhiêu lâu? Cưới chắc phải 5 năm, 6 năm. Ồ vậy luôn hả? Tại vì lúc bắt đầu em có bé đầu tiên á, thì mới bắt đầu cưới. À. Là có bé đầu tiên xong là đám cưới. À. Đám hỏi. Đám hỏi. Ở nhà thì ông có tật xấu gì không? Chồng em hả? Ừ. Ai cũng phải có tật xấu hết. Lèm bèm. Lèm bèm. Đàn ông là lèm bèm. Anh có lèm bèm? Có. Không, anh không lèm bèm. Em nói rồi. Liệu em? lèm bèm. Ví dụ chuyện gì mà lèm bèm? Ví dụ giống như là chỉ... không, mà cái đó cũng do em. Do em hậu đậu quá. Ví dụ em đi toilet xong là em không bao giờ em tắt đèn. Không tắt đèn. Mà 10 năm nay anh nói hoài luôn em vẫn không thay đổi là anh phải đi tắt đèn cho em. Phải tắt đèn cho em. Dạ đúng rồi. Cái nết em đâu mà ta đi xong không tắt hả? Ra khỏi cửa là không bao giờ đóng cửa. Không đóng cửa, không tắt đèn. Không tắt đèn. Ê, vậy này tật xấu của em đó em. Dạ, chứ phải tật xấu của ổng đâu, của em á. Đó, ổng nhai em 10 năm rồi anh. Nhai 10 năm. Đó. Mà mỗi lần nhai vậy em có khó chịu không? Em thích. Em thích ổng lèm bèm vậy. Em thích lèm bèm. Ổng lèm bèm sao? Ví dụ như cái câu nào mà em ám ảnh tới bây giờ. Con hư tại mẹ. Con hư tại mẹ. Con hư tại mẹ. Tại vì em bé đầu của em á là chip á là giống y hệt tính em luôn. Là rất là hậu đậu. Bây giờ con em bao nhiêu tuổi rồi? Con em là chắc được khoảng chừng tầm 5 tuổi. Mà chồng em không bao giờ chửi con em. Cứ đè đầu em ra chửi. Đó thấy chưa? Mẹ không làm gương. Để cho con. Con y hệt mẹ, con hư tại mẹ. Đó là cái câu mà em ám ảnh tới bây giờ. Là lúc nào cũng chửi em. Dạ đúng. Lôi đầu em ra. Dạ đúng rồi. Ngoài làm bè không còn cái gì nữa không? Nóng tính hả chị? Nóng tính không? Nóng. Ủa gì tưởng chồng mình mà hỏi người ta vậy? Tại vì em với chị Văn là chơi. Cái số năm mà em với lại chồng em ở với nhau tới thời điểm hiện tại là bằng với lại cái số tuổi cái lộn cái số năm của em với lại chị Văn chơi chung với nhau. À. Tại vì anh Hoàng với chị Văn là rất là thân với nhau. Hồi xưa là em đổ là do chị Văn gài hả? Dạ đúng rồi, gài hàng đó. Trời, thấy quay clip quay ơ đồ ngày xưa, viên đá nhỏ đó ơ rồi mới coi lại luôn đó. Nói trời xưa Băng đẹp, đúng đẹp luôn chị Băng. Bây giờ em sợ lắm anh. Không, ý là giờ cũng còn đẹp nhưng mà ngày xưa đúng đẹp luôn á. Ha. Trời ơi, em cảm ơn anh. Thích luôn. Băng ơi, nhà anh Đạt á tật thấu gì không Băng? Ở nhà không có chăm con phụ không Băng? Dạ không, đó bây giờ. Đó trúng rồi nè. Chồng em thì có một cái thói quen là không bao giờ nói chung là ít chăm con lắm. Ví dụ như là nếu như mà con đi ị đúng không? Là ông ấy sẽ giả vờ ông chạy đi chỗ khác. Ví dụ đang ở trong phòng, cả nhà đang ở trong phòng chơi mà con mà đi ị một cái là bắt đầu
giả vờ cầm điện thoại, alo đi ra ngoài, khi nào con ị xong đi vô. Là trốn tránh trách nhiệm. Không, sợ. Sợ hả? Sợ, sợ lắm, không biết làm sao. Đó, cái đó là cái đầu tiên. Mà em có khi nào kêu ông thay tả cho con được không? Có nhiều khi mà em giả vờ là em bận, em thấy con em chuẩn bị đi toilet đúng không? Em kêu đi ra, nói ba đưa đi toilet đi. Rồi xong em trốn đi chỗ khác để cho phải tự làm. Không có em thì chồng phải tự làm. Rồi rốt cuộc có làm không? Làm chứ anh, không đúng có là. Em thì phải làm. Anh Hoàng ở nhà xong ổng có chăm sóc con cho em, phụ em không? Không, anh chăm hết á. Anh chăm hết luôn á. Là em không làm gì luôn hả? Không, em tại vì em là có hai bé trai, cho nên là em cũng chơi tâm lý với chồng. Em nói là bây giờ con trai thì con gái không thể nào mà chăm sóc con trai được hết. Trời ơi. Cho nên là chồng em phải chăm sóc hết. Em rồi anh Hoàng còn tật xấu nữa đâu. Không lẽ ông hoàn thiện, hoàn hảo như vậy? Chắc ảnh là hơi nhây với lầy á. Nhây sao, lầy sao? Nhây có nghĩa là sẽ chọc, một là chọc em, hai là chọc con. Ổng đi rửa tay xong cái ổng lấy tay ổng quặt vô mặt của con. À, nước còn ướt hả? Dạ đúng rồi. Quặt vô mặt con. Dạ đúng rồi. Xong rồi cái khoảng, không, con không có khóc. Qua mấy ngày sau con làm lại giống y hệt, chứ không chọc. Ông chọc tính kỳ vậy, chơi người ta được mà ta chơi lại đúng cái rồi, cọc đó, chơi ta được. Lại có thời gian đầu là cọc nó vừa ai biểu chơi với con giống như vậy thì con lầy bắt trước, lầy y hệt thì bây giờ cọc cái gì mà cọc. Xong cái từ từ mới sửa, nhưng mà em thấy cũng chưa sửa lắm. Chưa sửa lắm. Dạ. Ngoài cái vũ nước còn cái hành động gì mà lầy nữa không? Nhiều cái lắm anh. Ghẹo em là ghẹo gì? Ví dụ giống như là chùm mền lại giống như những cặp khác. Vậy đúng rồi hả? Dạ đúng rồi, chùm mền lại. Hoặc là dưới con cũng vậy, kéo đầu xuống đẹp cái của anh ngày hôm sau nó cũng leo lên đầu, nó làm y hệt giống vậy đó. Trời đất ơi, tự ổng hại ổng không luôn á. Nãy giờ nói những tật xấu của ông chồng, bây giờ những tật xấu của bà vợ nè, không? Bây giờ em có tật xấu gì? Thì em nói là em rất hậu đậu. Hậu đậu? Dạ. Kinh tế ai giữ? Chồng giữ. Hả? Chồng giữ hả? Thiệt luôn hả? Thiệt. Tại vì anh Hoàng tính toán hay lắm. Vậy hả? Rồi ngày ông phát cho lương cho em hay sao? Không, không phát lương thì kinh tế ảnh tính toán, ví dụ như mua gì, mua này, mua kia hay là nhà cửa là ảnh chu toàn hết. Em không lo phần kinh tế đó. Dạ. Dạ. Em có ý đen không? Hai chồng là cùng để chung một lĩnh. Vậy dù sao em biết được? Không biết chứ anh. Trời, con trai miền Trung mà ai ăn được khó lắm. Quá trời, ổng nghe được câu này là chết luôn nè. Còn Băng? Dạ. Sao? Em ạ? À? Nhà kinh tế ai giữ? Dạ, nhà kinh tế em giữ. Em giữ à? Thì luôn hả? Ừ. Mà dù là chồng em tính toán rất hay thiệt. Nhưng chồng em nói là để cho có trách nhiệm. Nhưng mà cũng nhờ có cái trách nhiệm đó nhiều lần mà chồng em cũng bất ngờ với em nhiều lần. Là sao bất ngờ vô gì? Em thì cái tật xấu là không phải tật xấu nữa anh ơi. Tại vì nhiều khi mỗi người sẽ có một cái đam mê riêng. Đam mê của Băng là gì? Mua sắm. Mua sắm, mua đồ hiệu hay sao, hay mua gì? Yeah. Phải mua đồ hiệu à? Dạ. Và mua nhiều khi mua xong á, em còn không nhớ được là em mua. Và khi mà lúc mà chồng em hỏi đến kêu ủa, ba nhớ là ba mới tặng mẹ có 2 cái mà sao bữa nay là lên tới 10 mấy cái. Thật luôn. Ừ. Em có thích mua sắm không? Đó. Em thích mua đất hơn. Đó, thấy không? Bé này được nè. Bé kia xu nha. Ta mua đất là được còn được cho không, con cái. Bây giờ em khác rồi, bây giờ em không mua nó đâu. Thề đi. Trên đây thề. Em thề với anh. Thôi nè, bây giờ nè. Bây giờ chồng đang nhìn nè, bây giờ thề đi. Băng. Nói lời nào với chồng. Từ đây em sẽ không mua sắm nữa, 2, 3. Không mua được thì không được. Vậy là xạo rồi bạn ơi. Cho em 1 năm mua 1 cái thôi. 1 năm 1 cái, 1 cái, 1 cái mấy trăm triệu. Không, 1 cái 100 trăm triệu đổ lại. 100 triệu đổ lại. Mấy cái, 100 triệu đổ lại thôi chứ mua mà. Mua cái 160-170 ngàn thôi được rồi. Thôi 120 đi. 120 ngàn. 120 triệu đổ lại. Thôi túi. Còn dư thì để cho con nữa, mua sữa nữa. Giờ đẹp quá trời, đem túi bà chịu ra ai biết. Đúng không? Có gì đâu, 120-160 luôn, có gì đâu. À, thôi không được. Thôi không được hả? Ngoài những tật xấu đó em còn tật xấu gì không Huê? Em rất lì. Em lì mặt, nhìn mặt lì liền. Nhìn mặt em gọi là sao ta? Cứng rắn. Nói chung đó là hồi xưa cái gì là em sẽ cãi cho tới bến luôn. Ừ. Thì cái đỉnh điểm là lúc đó là thời điểm đó là hình như anh Hoàng anh đi diễn rất là nhiều anh. Rồi sau khi mà anh đi diễn về cái ảnh cũng có một cái tập mà trốn tránh trách nhiệm cái việc mà chăm sóc con. Ừ. Xong rồi em cũng đợt đó em mới sinh xong, bé chắc cũng còn nhỏ xíu à. Cái là em dạng giống như kiểu mình bị trầm cảm, mình ở trong nhà. Ừ. Cái là mình khi mà mình muốn làm mình sẽ làm cho tới. Ừ. Cái là về chồng không chăm phụ con, chồng còn đi nhậu nữa. Cái là em xách con em đi luôn. Trời ơi, em ẵm con đi hả? Lúc còn bao nhiêu tháng? 12 giờ đêm á.
Mà lúc ổng ở đâu? Hả? Lúc đó ổng đi nhậu. Trời. Em ổng còn mấy tháng? Hả? Em ổng còn chứ lúc đó còn nhỏ xíu mà chắc. Rảnh đi đâu? Em ổng qua một nhà của một người chị. Đi lang thang hả? Lang thang? Không có đi lang thang. Tại vì em từ trước tới giờ là em không có bao giờ mà em kể chuyện cho mẹ nghe hay là kia, mẹ sẽ buồn rồi mẹ lo. Này kia. Thì em ẩm qua một nhà người chị và cũng là lần đầu tiên mà em cũng suy nghĩ là nếu mà không thay đổi thì em cũng sẽ chấm dứt luôn. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó là trong thời điểm đó mình suy nghĩ vậy thì em đi, cái chồng gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Là bao 12 giờ em đi là bao nhiêu lâu ổng điện cho em? Mấy về, giờ về? Về là ổng điện liền. Mà em nhớ lúc đó mấy giờ sáng hả? Nhớ. Đó là cũng trễ rồi. Chắc cũng sáng rồi đúng không? Không biết. Thì đúng rồi, 12 giờ đêm em đi rồi, phải tới là 1-2 sáng mới về. Đúng rồi. Rồi điện cho em không bắt máy. Em không bắt máy mấy ngày á. Chết. Xong rồi ổng phải chạy về dưới quê, dưới Bình Chánh á, kiếm mẹ em. Rồi mẹ em cũng không biết luôn, mẹ không biết chuyện gì hết. Xong rồi kiếm mẹ em, nhờ mẹ em đi kiếm giùm. Kiếm phụ. Xong rồi mà không biết sao á, mẹ biết là ở trên trên của cái nhà chị đó, cái mẹ dẫn đi lên trên đó, cái mẹ khóc mà em cũng khóc, cộng thêm một mình với con, nói chung là cứ khóc. Xong rồi lúc đó mình thấy con thì cứ hỏi ba, thế là mình cũng thấy tội, rồi mình thấy tự nhiên cái mình làm căng như vậy làm gì, rồi lỡ nhưng mà có chuyện gì thì con mình buồn đúng không? Đó, sau cái lần đó là em với anh Hoàng bắt đầu chín chắn hơn, rồi chia sẻ có gì ức chế thì sẽ nói chuyện với nhau. Không mà giờ có trận lớn đó, dạ. Bây giờ mới hạnh phúc tới bây giờ đúng không? Dạ. Băng cái trận lớn nào kể nghe coi. Thì cứ giấu trận lớn hoài dễ gì cũng có. Em thì phải là ham vui. Ham vui hả? Lúc vui trước, sao? Lúc trước ham vui ăn lắm. Ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Có nghĩa đập là phá bạn bè. Vui với là quên đường về. Quên đường về, dạ. Mà lúc đó con có cái rồi có hả? Có con rồi đó, thì rồi. Nó mới gặp vấn đề. Ví dụ như người ta có con có cái, người ta đi chơi, người ta biết đường, người ta về đây đi chơi thấy mọi người vui quá, thôi cứ ở lại luôn. Không. Không bao giờ đi qua đêm, nhưng mà cố Thành đi tới sáng mới về. Trời ơi. Rồi sao có trận nào lớn không? Đó, cái trận đó về xong là không nhìn mặt em luôn một thời gian luôn. Ủa mà đó, tao có biết cái gì đâu mà đó. Thì đó là, đó, một ngày, có một ngày đi chơi với một nhóm bạn ở ngoài Hà Nội. Tại vì ở quê, giống như là ở quê em á. Ở quê em á. Vô đây chơi, thì đi chơi rồi đi ăn xong rồi đi hát hò. Xong lúc mà hát hò rồi cũng có uống một vài ly bia rồi xong rồi vui quá. Mà toàn con gái mà vui quá, thế nên là quên đường về luôn. Lúc đó ông có điện không? Điện nhưng mà em không nghe. Rồi rồi. Rồi sau trận đó về thì cũng họp phụ huynh. Có họp phụ huynh rồi bắt đầu mình cũng ngồi, do lúc đấy em cũng có mình cự. Còn gì? Còn cự. Có nghĩa là kêu ngang bướng hả? Dạ. Đã sai rồi còn cự người ta nữa. Em nói là thì lâu lâu bạn bè gặp thì đi có làm sao đâu, làm gì thế ghê. Thì sau vài lần rồi thì mình cũng thấy được là tại vì đi đâu á, tại vì chồng em không nói được chồng em, là tại vì chồng em đi đâu, chồng em hai vợ chồng cũng đi với nhau. Và chồng em đi lúc nào cũng về rất là sớm. Đó. Thì không bao giờ đi quá 10 giờ. Và đa phần là hai vợ chồng đi đều đi với nhau không mà. Đa phần là hai vợ chồng đều đi với nhau không mà. Cho nên là nhiều khi mình thấy mình cũng có nhiều cái mình không lẽ bây giờ mình là mẹ của ba bé rồi mà bây giờ đi mình làm như vậy đó thì không được. Nên là sau cái lần đó rút kinh nghiệm gần như là không bao giờ mà đi, ví dụ mà hai vợ chồng cùng đi á, hai vợ chồng mà cùng đi mà có lỡ ra thì cũng coi, tại vì ví dụ bản thân mình đi một mình đi ha, lái xe hay là đi ở ngoài về khuya quá cũng rất là nguy hiểm. Để phụ nữ mà chưa nói cái vấn đề mà cướp giật rồi các thứ, nói chung là rất là nguy hiểm. Thế nên là em thấy được là nó nằm ở rất là nhiều mặt, thế nên là mình cần phải bỏ cái tanh đó. Và từ bữa đó là bỏ tới giờ luôn, ngoan hiền tới bây giờ luôn. Dạ vâng, ngoan hiền. Ngoan hiền, vâng, ngoan hiền. Và bây giờ chúng ta đến với một phần rất là thú vị của chương trình, đó là phần những chiếc lá bài. Thì những chiếc lá bài này khi mình mở ra được những câu hỏi hoặc là những tình huống, nếu gặp những câu hỏi thì mình sẽ trả lời những câu hỏi đó, hoặc là có những cái tình huống thì mình sẽ xử lý tình huống nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những lá bài. Rồi, Huê chọn trước. Dạ. Băng. Dạ. Rồi, Huê dở ra, đọc lớn lên. Lần cãi nhau lớn nhất của hai vợ chồng. Lần cãi nhau lớn nhất của hai vợ chồng. Làm thế nào để giữ lửa hôn nhân? Ai trả lời trước à? Xuân Phong ạ. Em đi ha. Mời bé ăn. Thật ra là cái cách mà giữ lửa trong hôn nhân nó cũng không có quá là phức tạp đâu. Có nghĩa là lâu lâu các bạn có thể ví dụ như là nhiều khi nó hơi lãng mạn, hơi sến sến một tí thôi, nhưng mà nhiều khi nó lại khơi dậy lên một cái gì đó, giống như là có con rồi nhiều khi lại không bao giờ mà
hai vợ chồng đưa nhau đi chơi một chỗ nào mà riêng tư, thì lâu lâu giả vờ đòi đi để đi như vậy mình sẽ có cái gắn kết hơn, chỉ đơn giản là như vậy thôi chứ không quá cầu kỳ. Em nghĩ là mình thấy mình cũng ngại ngại đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì bây giờ ba đứa rồi đi dù đi chơi đi chơi kiểu lãng mạn như vậy thì nó cũng rất là kỳ. Thế nên là em thấy nghĩ là cái đó cũng là một cái điểm nhỏ thôi để mà có thể giữ được tình yêu trong hôn nhân. Còn em, nếu mà theo em nghĩ là mình dựa trong hôn nhân thì sẽ như thế nào? Theo em hả, hai vợ chồng em hả, thì khi mà có khúc mắc gì thì lôi bình rượu ra, hai vợ chồng cùng uống và cùng chia sẻ. Cái đó em thấy cũng có rất là hay á anh. Tại vì khi mà nhiều khi mình sẽ không nói được trong cái lúc mà mình tỉnh táo, lúc đó là cái tôi ai cũng sẽ lớn hết. Cho nên là khi mà em cái hoặc là anh Hoàng mà có mà kiểu như là muốn làm hòa hay là gì á, là có đang nhậu rồi rủ ra nhậu, xong khi mà ngồi nhậu một tí sương sương một tí, hai vợ chồng thôi. Dạ hai vợ chồng thôi. Xong rồi sẽ nói ví dụ em không thích cái này cái này cái này, hoặc là chồng sẽ nói là chồng không thích cái này cái này, để mình sẽ vẫn còn một cái gì đó mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau. Chứ nếu như mà ai cũng im hết thì sẽ rất là dễ bị cách xa. Theo em thì cái đó, còn bạn nào không nhậu được thì có thể mình uống sinh tố. Dạ đúng không? Rồi bây giờ mình đến với câu hỏi của Huê nha. Cái câu này thì là cãi nhau lớn nhất của hai vợ chồng. Chắc là cái lúc nãy em cũng có chia sẻ là lần đó là lần lớn nhất. Và khi mà thấy mẹ khóc giống vậy thì mình tự nhiên mình thấy mình bất hiếu, mình vì chuyện cá nhân của mình mà để cho người lớn không vui. Và em nghĩ là ba mẹ nào cũng không mong muốn thấy con của mình chia tay hay ly dị. Là cái lần đó đúng không? Dạ, đúng. Là lần lớn nhất. Còn Băng, cái lần lớn nhất của Băng là lần nào? Cái lần mà lớn nhất của em thì cũng cãi vã là do, tại vì cũng là do em ham vui đó. Lại ham vui? Dạ. Cô bé ham vui. Dạ. Rồi xong rồi anh ấy cũng có nói chuyện với bố mẹ em. Trời, mét ba mẹ. Tại vì giống như là cái tính mà cũng kiểu là giống như là bướng và cũng hơi lì. Anh nói không được thì buộc anh ấy... có nghĩa là nói với bố mẹ để cách giải quyết là ví dụ như bây giờ lớn rồi mà cứ đi chơi như vậy đó, để cho bố mẹ góp ý vô. Rồi bản thân mình thứ nhất là cũng tự nhận thức được điều đó, và xong rồi bố mẹ cũng có ngồi nói chuyện lại với hai vợ chồng thì mình thấy được là mình cần phải rút kinh nghiệm sau cái sai lầm, mà cảm thấy được là nó về nó cũng sầm lên, hai vợ chồng cãi nhau cũng rất là lớn tiếng. Và bé Kem lúc đấy thật sự là cũng bé, nhưng mà em nghĩ là chắc là cũng sẽ nhớ cái khúc đó mà hai ba mẹ cãi nhau rất là lớn đó, tại vì lúc đó là cãi nhau trước mặt con, nên là em mong muốn điều đó. Bây giờ chúng ta cũng đến với một phần cũng rất là thú vị ở chương trình, đó chính là thử lòng bạn đời. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra những cái tình huống nha, xem phản ứng của mấy ảnh như thế nào. Rồi bây giờ không biết ai sẽ là người đưa ra cái thử thách trước đây. Huê đi. Dạ. Để bây giờ thì em suy nghĩ cái gì cũng được, miễn cái tình huống nào mà nó gai cấn một xíu. Alo. Alo. Sao vậy? Chồng đến đâu vậy? Đang ở nhà. Nhà làm gì vậy? Chơi mới. Mới đi khám. Khám gì? Đi khám sức khỏe. Rồi sao? Bác sĩ báo hai vạch rồi. Giờ sao giờ? Ai bằng bằng thêm đứa nữa à? Chứ lẽ thêm ba đứa bên ngoại. Thêm đứa nữa thì nuôi thôi. Nuôi gì? Sao chồng nói chồng thích? Thì chắc chắn là không thích rồi, nhưng mà có thì nuôi thôi. Mà không thích sao nuôi ông nội? Có em kìa. Có em kìa. Thiệt không? Thiệt đâu. Thiệt thích đâu. Giờ sao để biết? Thì nó hiền thích. Giờ để đúng không? Ừ. Chứ chẳng lẽ bỏ. Ok, vậy về tối nay tạo. Bye bye. Ok. Trời ơi, dễ thương quá trời. Làm gì cư? Cư lớn quá trời quá đất rồi Băng. Là hai đứa rồi đúng không? Dạ.
Nhưng, bây giờ... nhưng mà hai vợ chồng đều xác định là không đẻ nữa. Không phải không đẻ nữa, nghe ghê. Là vậy, hiện tại thì chưa, tại vì em với anh Hoàng công việc nhiều quá, mà sanh nữa thì giao cho vú hết thì em thấy là không ok. Cho nên là trên tinh thần hiện tại là hai vợ chồng cũng không muốn. Rồi Băng ơi, bây giờ là tới Băng nghe. Em ạ? Lựa cái tình huống nào mà gai cấn nhất để xem phản ứng của ông như thế nào. Đẻ thì chắc chắn là em sẽ không có đẻ được nữa rồi đó. Không đẻ được nữa. Chồng em sẽ không tin. Bây giờ chồng em chỉ có sợ em là xin tiền thôi. Xin tiền hả? Vì em xin thử coi. Xin hả? Xin nhiều nha. Trời ơi, lỡ bây giờ bà chửi thì kỳ lắm á. Nói đầu kỳ. Cười hoài vậy. Thường giờ này là chuẩn bị đi đá banh. Không sao, bài này vợ hát. Là anh đi đâu vậy? Đi đá banh. À, tới giờ rồi đi đá banh hả? Đúng rồi, tại vì chồng em thì có bệnh giống như bị tim á. Thế nên là phải nói chung là phải vận động. Nên vận mình động. Tim mà sao đá banh ta? Không, chồng em là rất là mê đá banh và bây giờ đi ra sân banh là chủ yếu là để lâm banh. Không. rất là mê thật sự luôn, là đi đá đi bộ vòng vòng và nói chung là cũng có đá nhưng mà không chạy nhiều tại vì đá sân năm á anh. Nên là chung là anh ấy cũng có thói quen một tuần là đá hai lần. Thứ nhất là vừa đam mê, cái thứ hai nữa là cũng như là sức đi khỏe. Bộ, đúng rồi, đi bộ cho khỏe. Trải qua các phần rất là thú vị, và bây giờ sẽ là cái phần lời chưa nói. Mình sẽ chia sẻ những cái tình cảm của mình, hoặc là lời chưa nói, hoặc là lời cảm ơn, hoặc là lời xin lỗi từ trước tới giờ mà mình chưa nói với chồng mình. Hôm nay mẹ muốn nói với ba là cảm ơn ba rất là nhiều đã bên cạnh mẹ trong 4 năm qua. Cảm ơn những đứa con của mình nhờ cái dây kết nối này mà hai vợ chồng mình có nhiều cái thực sự là căng với nhau hay là cọc hay là nóng với nhau thì cũng sẽ bình tâm suy nghĩ lại vì cái sợi dây nối rất là dài. Cảm ơn ba trong khoảng thời gian vừa qua đã luôn bên mẹ, sát cạnh bên nhau mặc dù là có khó khăn ha. Thì mẹ mong rằng là trong cái tương lai sắp tới hai vợ chồng mình cũng vẫn sẽ hiểu nhau, cũng vẫn là một người bạn để cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời. Quan trọng nhất là niềm tin, và mẹ sẽ cố gắng thay đổi một vài tính xấu của mình, và ba thì chỉ cần bớt càm ràm lại là được. Nếu như mà hồi trước quen á, thì chồng là người nóng tính nè, khó khăn nè, thì sau một khoảng thời gian ở với nhau và bắt đầu có con thì bao nhiêu tính xấu của chồng nó dồn hết vô cho vợ và bắt đầu nóng tính hơn, cọc cằn hơn. Và thật sự là sau khi mà vợ bước ra ngoài kinh doanh cũng giống như là kiếm tiền thì vợ mới biết được là hồi trước là chồng đã phải rất là trách nhiệm với gia đình, cũng giống như là chồng cũng phải rất là khổ cực để mà có thể lo lắng được hết cho mẹ con. Mà từ khi mà vợ ra ngoài vợ làm giống như vậy á thì có những lúc quá mệt cho nên là vợ cũng hơi khó tính, cũng giống như là vợ hơi cọc cằn với chồng. Cho nên là sẽ cố gắng và thay đổi. Và cũng cảm ơn chồng 6 tháng qua, khi mà thấy vợ khó khăn trong cái công việc quản lý nhân sự thì chồng là người đứng phía sau để mà chỉnh đốn công ty, cũng giống như là chồng đứng ra làm hết tất cả mọi thứ để vợ có thể tập trung nhiều hơn, để mà mình có thể làm tốt công việc hơn. Cho nên là vợ cảm ơn chồng rất là nhiều. Hơi sớm một tí nhưng mà thật sự là cảm ơn chồng. Đó là thời gian ngắn ngủi chương trình Thám Tử Hôn Nhân đã kết thúc rồi. Thì hôm nay quả thật là khách mời rất là thú vị, rất là dễ thương. Bây giờ cảm xúc của Băng như thế nào khi mà lâu lắm rồi mình mới quay trở lại, cũng là chia sẻ cái tình cảm như của mình và chồng mình? Thật ra cũng lâu lắm rồi và em không nghĩ được là tự nhiên hôm nay lại có cái dịp lại nhận lời để tham gia chương trình của mình. Cũng hơi bỡ ngỡ trước máy quay thiệt luôn. Nghỉ 4 năm rồi, cũng hơi xúc động. Tại nhờ chương trình mà em được nói xấu chồng em. Cảm ơn Băng. Còn ơi, cảm xúc em sao? Nói chung cảm xúc em thì khi mà tham gia thì mình mới bắt đầu, mình có thật sự là công việc nó quá nhiều, nó cuốn mình á, cho nên là đôi lúc là mình không có, mình nhớ lại những cái khoảnh khắc đó thì hôm nay nhờ có chương trình hỏi tới thì em mới nhớ lại để mà mình trưởng thành hơn và cũng nhìn nhận ra cái sai của mình để mà mình rút kinh nghiệm cho tương lai.
Cảm ơn Băng và Huê rất là nhiều đã bỏ thời gian ra chia sẻ cũng như là nói móc ruột móc gan về những người chồng của mình, nhưng mà cảm thấy rất là vui và thú vị với những cái tật xấu rất là dễ thương và đáng yêu. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả khán giả đón xem chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Rồi, dạ, cảm ơn ạ. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình 40 tuổi, sinh năm 82, mình sinh ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì... anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tỉnh mấy 4 tỉnh mình đi. À, là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tỉnh. 4 tuần. Là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ thì dạ, bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình dịp thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì... mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại dạ, vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái cái là thì... bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi mới về, đúng không? Cũng phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại dạ, mình có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Dạ. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Ừ. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Ảnh mình định cư chính xác là năm nay, năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Ừ. Mình là mẹ đang ở quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ như qua luôn, anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với là phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Ừ. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ mà. Ừ. Nên mẹ thích ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi, phần cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với là mấy người với cháu. Ừ. Cháu của bà chị chồng. Ừ. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chợ thăm chồng, mẹ thăm gia đình. Ừ. Ok. Rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Ừ. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Ừ. Cụ thể là mình làm gì vậy? Mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng đó hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng, phân loại hàng hóa, gọn sắp xếp cho nó gọn lên ba lợt, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác người ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau, chứ không phải giống như bên Việt Nam. À. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được 1 năm. Được 1 năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi. Nhưng sau này mình vô cái công ty đất của tay của chính phủ Úc. Dạ. Ừ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì cái tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi đâu. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có dùm nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ, mình ly hôn, ly thân, ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của vợ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi, mình nghĩ cũng cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang hộ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bển gọi là support. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình á, mình là sinh đẻ ở bển. Nhưng mà người gốc Việt. Người gốc Việt thì đại khá là người gốc Việt. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư, mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim. Bên Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, xuống ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có, sẽ được cư lâu dài ở đó? Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn có lẽ. Dạ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không có ồn ào đâu. Nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng. Dạ.
là sau sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình Khác thì không? Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết, tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tới vậy, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công, mình mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường cái chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1,5 trở lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải, đại khái là như vậy thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại như... tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi, bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là đu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng, chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người nào đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh đại khái là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để quen không? Thì được. Bây chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, có người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lỡ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như nhiều khi người ta không có những người người ta không muốn đi nữa. Không quan trọng được, không phải. Quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng. Tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Rồi, rồi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi. Được. Cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này anh quyết đoán, anh này anh có chính kiến. Còn bây giờ mà anh nên lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em giống như kiểu đó, mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác của mình, còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó. Dạ, anh hiểu em. Nhưng mà giống như là anh nói tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó. Còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, rồi. Anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, đại khái là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống, người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Tức là lợi dụng hoặc là thì, hợp dụng. Thì nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là mỗi, tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Anh có tài lẻ gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh mà. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Em biết rồi mà. Nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nhà nhiều nhất?
đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ừ, ok. Rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được ha. Dạ đúng rồi, một xíu ha. Ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không mới biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca lại. Ừ, không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi em ơi. Ừ. Hồi nãy nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không mà, chứ không có. Trời, nhạc buồn cũng được luôn. Nên cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay ấy thôi. Bài nào cũng được. Vui là chính em thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta nạn ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Ừ. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi, ok anh. Có yêu cầu thì bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không, thì vậy thôi. Rồi. Thì tối anh về đủ rồi. Rồi, rồi ok, cảm ơn anh Quang nha. Chị Hồng đang ở quận 7. Dạ em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ. Cho thuê phòng trọ ở quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. Là nhà này của em hay là sao? Thuê nhà xong em chuyển cho bạn. À, 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều nhiều. Nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. À. Rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. À. Còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng còn một vài căn hợp tác chung với bạn. Ừ. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng hơn 3 năm. Ừ. Trước đó anh có làm khác không? Trước đó thì làm bất động sản thôi. Sale bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha, điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm mạnh có thể là luôn năng động, luôn học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người, khi nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay khóc. Dễ cảm động đó. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Lúc đó có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Ừ. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Dạ, cũng... Mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Trời ơi, đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ bình thường rồi. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình, nhưng mà có mối tình mình nên là em vừa kết hôn rồi, mà cũng được 6 năm sau đó ly hôn. Ừ. Ly hôn lâu chưa em? Được 1 tháng. 1 tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Dạ. Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tình ạ. À.
Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. Ở 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình, với lại thêm chị là anh không có biết lo được tài chính cho mình, không biết lo, chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay là sao? Có khám được chưa? Có khám, nếu em sinh được em phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa viêm buồng trứng. Rồi... bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em muốn một người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Tại vì người trước thì tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh đó như thế nào em? Nếu thì em hiện tại đang ở Sài Gòn thì em cũng hy vọng ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè thì sao? Giờ ví dụ như anh đó anh không muốn về quê thì sao? Tại vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể cha mình đưa lên đây cũng được mà. Dạ. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? Dạ, 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn rồi. Bạn có quê trở lại chị? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê mình cũng thấy cho nó phù hợp với mình xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một mình. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được, chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi, nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được hòa thuận nên người ta chia tay đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Dạ, nếu như anh có con thì được. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Tại vì của em có thể điều trị được ạ. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ. Với lại anh nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký là gì? Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó nhận nhiệm vụ thì người kia đi đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu theo thời gian nữa. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm được bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Em suy nghĩ là em có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn nhưng mà chưa có tìm được người liền.
Nhưng mà cái lúc em kết hôn là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha. Đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có. Ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà... Được bao lâu? Được 1 tháng? 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì em là có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy. Anh làm cái gì em? Cũng xem bất động sản. Rồi. Em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em chỉ cần việc này ở đây. Có không thích người miền nào không? Dạ, ok. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình được tốt thôi. Rồi. Ok em, rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi, xong rồi, cảm ơn em. Hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long, Trà Vinh. Ừ, chợ Càng Long, Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Ừ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Ừ. Rồi, mình chủ động mình nói đi chị. À, tụi em không có hỏi tiếp tục ha, mình chị chia sẻ tự chủ để giúp em ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị rung trước đám đông. Yếu là hơi bị rung trước đám đông, còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì... Điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không? Hay là nấu ăn được không? Hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó. Những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. À, nấu ăn thì biết nấu nhưng mà nêm nếm không được ngon. Thích trẻ con. Rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái người Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà cũng biết hát. Rồi không có hay biết hát thì lên trên chương trình thì làm gì tặng bạn nam trên sân khấu đây? Bạn nam hát tặng mình làm gì tặng bạn? Múa phụ quả. Múa phụ quả hả? Rồi do lên trên múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? À, tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm chưa có con thì cũng ba tháng qua cũng không hay hả. Rồi chị, mà lý do vì sao mình đổ vỡ, chị mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô làm mai á thì không hiểu nhau á thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Nếu như cũng vài tháng cũng như không hiểu thì không hợp nhau vậy á. Với thời gian, tính chất thời gian công việc á. Rồi. Thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ... tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con, chị ok không? Dạ được chứ.
cái đó thì em cũng quan trọng, chỉ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À, dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn, trung thủy thì trưởng thành á, dạng như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được, chứ nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là gương của em là gương mặt nha. Gương mặt đúng không? Ngoại hình mập mạp. Rồi, cao bắt 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi chị cao 1m7? 1m58. Mét 58 thì ta mét 65 được rồi. Từ 36 đến 45 tuổi. Ít dạ. Cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì tôi chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nhan sắc là không quan trọng nữa. Rồi quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh miền Tây luôn được cũng được. Còn Sài Gòn đổ nhưng quê quán là từ Đà Lạt đổ vào á. Từ đâu? Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Rồi Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn cái gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ. Dạ chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi suy nghĩ đi ha. Rồi. Dạ rồi. Ha. Rồi, buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc mà chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ, giờ chị tắt cuộc gọi rồi giúp em nha. Bấm nút đỏ. Rồi, cảm ơn chị. Như là tên tuổi này, nghề nghiệp hiện tại cũng như là quê quán của mình này. Rồi, mời chị ạ. Nghe bên đó nói nhỏ quá, mình không biết nghe. Dạ chị ơi, giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha, là mình họ tên gì, sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang ở đâu, làm công việc gì nha chị. Mình cứ chủ động nói chuyện nha chị. Rồi. Dạ. Mình tên là Lưu Thị Hồng Đào. Mình sinh năm 1983. Mình đang công tác tại trường mầm non ở quận 7. Công tác tại trường mầm non là mình là giáo viên mầm non hay là làm gì ạ chị cụ thể ạ? Chị có nghe rõ em nói không nhỉ? Dạ nghe nhưng mà rất là nhỏ, có câu được không? Hiện tại mình đang làm ở trường mầm non là mình làm vị trí gì ạ? Mình là giáo viên mầm non. Là giáo viên mầm non. Vâng, mình là người Sài Gòn luôn hả chị? Hiện tại thì mình đang ở đâu? Mình là ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 luôn. Rồi, chia sẻ giúp em về nhiều hơn về bản thân đi nào. Về tính cách của mình này. Bạn có thể nói lại một lần nữa. Chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ? Về tính cách của mình này, mọi người nghĩ mình là người như thế nào, ưu nhược điểm của mình là gì? Mình là người mà cũng
không có năng động lắm, không có hoạt bát lắm, mình biết người sắp tốt nếu cái ưu điểm của mình là mình bạn bè gì đâu, bạn bè rất là thích, do là khi mà đến một cái nơi đông người mình thấy là ảo vậy thôi, sao xây rồi đó mình. Rồi, thế trong tình yêu thì mình là người như thế nào? Mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không? Tình trường của mình như thế nào? Mình đã có gia đình, mình đã ly hôn được 10 năm rồi. Mình có hiện có một bé trai là 6 tuổi rồi. Thì đó đến nay thì mình chỉ có 2 tuổi rồi. Mà cũng... Lý do chia tay, vì sao mình lại lý do mình đổ vỡ hôn nhân là chị là gì hả chị? Cái hôn nhân mình có mình okay. Sai là do là cũng hợp với ông xã quản lý cũng được, là do là ông xã khỏe quá, có nhiều cái mình không có đáp ứng được á, thì gia trưởng quá là như thế nào hả chị? Áp đặt hay là anh bên lúc mà mình có nhà cháu không có được, mỗi lần mà xin đi về rất là khó khăn, thấy như vậy là thế nào sống hôn nhau nó cũng được. Tục quá mẹ ơi, sao đấy sao đấy. Vậy thì bây giờ mình có nhu cầu tìm bạn nam như thế nào ạ? Bạn nam là từ 40 trở lên, lớn hơn mình là được, 40 đến 50 tuổi, thì có công việc xíu, mà nếu làm bên hoạt động tốt thì dịu dàng hơn, lại biết cách cư xử á. Thu nhập thì thế nào hả chị? Thu nhập thì có công việc ổn định là được, không cao lắm, vì mình đi làm có thu nhập. Rồi còn chiều cao hay là quê quán của bạn nam có gì mình cần phải lưu ý không? Bạn nam theo đạo có được không? Mình thì nếu mà bạn nam thì bên đạo Phật càng tốt, tại vì mình làm ở cái bên nhà nước á, thì mình bạn thì bên đạo cũng khó khăn mình trước. Còn cái phần chiều cao và quê quán thì mình không quan tâm ở đâu. Rồi ok ạ. Rồi cảm ơn chị là em đã chương trình đã nhận thông tin của mình này. Thì nếu mà mình vượt qua cái vòng casting đầu tiên này thì sẽ có biên tập làm việc cụ thể về nội dung với mình ở vòng 2 và hẹn mình và tìm cho mình người phù hợp nha chị. Rồi cảm ơn chị ạ. Cảm ơn. Ủa anh để đâu? Anh để vali đâu? Lên xe anh sao có chỗ để? Đó, khi đó chị nên để.